bọn vi khuẩn đâu rồi? Một câu hỏi khác là bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo? Theo những gì tụi mình biết thì bọn vi khuẩn luôn cố gắng lây nhiễm các cá thể sống, ngày càng phức tạp hơn. Mình sợ rằng lần di chuyển tới của bọn chúng sẽ lây nhiễm cho con người. Vậy thì tụi mình cần phải nhanh chóng tìm ra chúng. Tiến sĩ, cô có thông tin gì mới trong nguồn dữ liệu không? Cô đang theo dõi tin tức từ sở thú, nhưng lần này rất lạ, không giống những lần trước. Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Chúng ta hãy kiểm tra xem. À, tôi xin lỗi, nhưng sở thú đang hạn chế ra vào cho tới khi có thông báo mới của sở y tế. Có một lối vào khác. Cô sẽ ở ngoài để thông báo cho các em nếu có bất kỳ vấn đề gì. Hãy nhớ là phải luôn cẩn thận đó. Dạ, tụi em sẽ cẩn thận. Các bạn, đi thôi. Lẽ nào bọn vi khuẩn đã làm chuyện này sao? Chúng không giống bị nhiễm bệnh. Đó là bọn vi khuẩn. Nhìn vào mắt chúng kìa. Nhưng không có dấu hiệu của sự lây nhiễm đang lan ra. Dạng sống này quá phức tạp với bọn chúng. Chúng không thể kiểm soát động vật. Động vật có thể chống lại bọn chúng. Vậy thì mình sẽ không cho chúng thời gian để chiến thắng. Để mình lo cho. Của sở thú đã phát ra một cảnh báo nữa. Khu vực rừng cũng đã gặp vấn đề tương tự. Chỉ có một khu vực nhốt động vật bị xâm phạm. Khu vực nào vậy? Khu vực chuồng hổ. Hổ? Việc này rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể dừng lại được. Nếu như nguồn lây nhiễm này giống như nguồn lây nhiễm trong thảo nguyên, thì con hổ sẽ không thể tấn công tụi mình. Đúng vậy, không được để cho bọn vi khuẩn thoát. Theo mình. Mình thấy có vài dấu vết bất thường ở đây. Trận chiến với con vật khác hả? Không, chỉ có dấu chân hổ thôi. Điều đó có nghĩa là con hổ đã phải đấu tranh để chống lại chính mình. Bọn vi khuẩn vẫn chưa chiếm được nó. Vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Điều này thật lạ. Sao vậy? Hình dạng của các dấu chân khác nhau. Để mình kiểm tra xem. Đó là những gì mình nghĩ. Những dấu chân đang đi thành vòng tròn. Nó giống như là gài bẫy tụi mình. Sao? Nhìn xung quanh xem, không có một con vật nào khác hết. Khu rừng rất tĩnh lặng. Chỉ có con mồi ở đây. Đó là tụi mình. Tụi mình không phải đang đi săn hổ, mà là con hổ đang đi săn tụi mình. Hả?
Mình cần giúp đỡ ở đây. Nè, không, An, mình biết bạn đang rất đau đớn, để mình giúp bạn. Như vậy là quá nguy hiểm An à. Mình biết, nhưng mình không thể để bọn vi khuẩn làm hại nó được. Bọn vi khuẩn đang lan truyền sự đau đớn cho tất cả các loài vật. Bọn chúng phải bị tiêu diệt. Tụi mình sẽ chặn chúng lại. Lần tới tụi mình sẽ không để chúng thoát. Bạn có biết nếu không rửa tay cẩn thận, chuyện gì sẽ xảy ra không? Luôn rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và trước khi đưa tay lên vùng mắt, mũi, miệng các bạn nha.